Tại vì chị chỉ cần xem cái lực tay á, là chị biết là có cái tiềm năng để học cái này hay không. Bạn và khi mà các bạn đi cái sợi ấy, các bạn phải đi làm sao mà cái hướng sợi nó đi vào chính giữa người mình luôn. Chiều khi chúng ta lên da, chúng ta sẽ tập kéo cái cụm ở bụng á. Cái cụm khó nhất là cái cụm ở bụng. Nói với em là anh bắt buộc phải đi học cô Kim nếu anh muốn thành công. Đấy là câu nói mà bà xã em động viên và dành cho em. Và thực sự ra mà nói thì đến như ngày hôm nay nó chưa phải là kết thúc một khóa học. Bởi vì bọn em ngày mai kết thúc cơ, nó chỉ có 9 ngày học thôi. Nhưng mà em cảm nhận được thì không phải chỉ riêng mình em, mà tất cả các học sinh của cô, những thầy cô giáo trước của bọn em cũng là học sinh của cô ra. Có nghĩa là học sinh của cô thì hàng bao thế hệ rồi. Và những cái thế hệ đầu tiên thì bây giờ cũng đã giảng dạy bọn em rồi. Thế nhưng thực ra thì học sinh của cô sự thành công quá lớn. Không phải là em đến đây em chỉ học đánh lông mày. Không phải em đến đây em chỉ học đánh môi. Mà bên cạnh đó thì có những câu chuyện nó chỉ là câu chuyện vui, câu chuyện ngoài lề của cái lớp học thôi. Nhưng mà khi cô nói ở trên lớp thì bọn em cảm nhận được là muốn thành công mình phải làm như thế nào. Khi mà ngồi mà nghe cô giảng á, chưa nói tới là cái vấn đề mình học, giảng về cái vấn đề mình học đâu. Cô chỉ nói về chuyện, những cái chuyện về môi mày, những cái chuyện đời thường thôi. Thì nó có một cái độ lôi cuốn mà mình kiểu như là cứ ngồi mà muốn nghe miết vậy đó. Là khi mà cô nói vào cái học thì cô nói về phần nào á, thì cô đi rất là sâu, phải không? Cô đi rất là sâu vào vấn đề đó để mình hiểu cặn kẽ được là vì sao nó như vậy. Nó rất là rõ ràng. Em có thích kiểu này không? Kiểu này là nó hơi lạ nhá em nhá. Nhưng mà lạ nhưng mà độc, nghĩa là phiên bản giới hạn, đôi khi chỉ mỗi người một cái em thích không. Đó, thích thì chơi tới thì mới làm. Còn không làm chị ơi về sao bây giờ em cứ thấy nó quằn quằn chéo chéo kiểu gì ấy, làm mệt rồi đó. Thế giờ cho nên á, khi mà mình muốn thử nghiệm hay mình sáng tạo hoặc là mình phá cách một chút ra ngoài khuôn khổ, mình cũng phải xem người khách hàng của mình là người có cá tính hay là người ở mức an toàn. Khi mà trước khi học cô ấy là em cũng có làm quen với Hedgehog rồi. Thế nhưng về em không làm nổi. Bởi vì là một là sự truyền đạt của thầy cô giáo với mình chưa thể hiểu hết. Thầy cô giáo cũng rất là truyền đạt nhưng mình không thể hiểu hết về nó. Cái thứ hai nữa là khi mà mình về làm ấy, mình thấy nó khó quá và mình cảm thấy nó nản. Chính bản thân em mà thấy nản. Em cũng có làm được khoảng 2-3 người đấy nhưng mà em thấy nó không thành công. Thế nhưng mà cái hôm mà bắt đầu đi học thì bọn em ở nhà háo hức lắm. Học online ấy, hôm nay trước 15 ngày háo hức lắm. Anh em trong nhóm lúc nào cứ bỏ sách, bỏ vở ra xong rồi để mình tập luyện ấy. Thế nhưng mà nó chỉ là cái bước làm quen thôi. Ở nhà không thể kéo được một cái sợi đó thẳng như thế nào anh ạ. Thế nhưng mà khi vào đây một cái thì như buổi đầu tiên cô chia sẻ đấy. Đừng quan tâm là bạn học bao nhiêu ngày, mà quan tâm xem là cái người giảng dạy, người ta giảng dạy cho bạn làm sao hiểu được trong vòng bao nhiêu ngày bạn sẽ hiểu được. Thì cô chỉ giảng có 2 ngày thôi. Và bọn em tập thì đến ngày sáng ngày thứ 3 ấy, cô lớp có hỏi ai xung phong vai lên mẫu không, em xung phong luôn. Cô
cô bảo là tôi hỏi thôi chứ tôi biết thừa là ai lên mẫu được rồi, nhưng mà thực ra là khi mà mình được truyền đạt một cách kỹ lưỡng và cái cách truyền đạt nó dễ hiểu ấy, thì mình cảm nhận được nó và mình làm được nó. Và em lên cái mẫu thứ hai thì cô có nói vui với em là làm thế này thì ai còn làm được nữa, ai còn làm nổi với anh nữa. Có nghĩa là đấy là một lời động viên của cô thôi, bởi vì khi mình nhân mẫu thứ hai, thứ ba thì nó cũng chưa là một cái gì xuất sắc cả. Thế nhưng mà mình cảm nhận là mình đã làm được nó và mình chinh phục được nó. Mình hiểu được nó luôn. Vâng, mà bây giờ mình làm xuống mình ngồi mình tự tin luôn. Cái mẫu đầu tiên thì cô làm demo cho em mất một bên. Nhưng mà cái mẫu thứ hai gần như là cô không làm demo nữa. Và cô để cho em tự làm và em cũng làm được. Và lúc sau cô đi qua thì cô mỉm cười, cô bảo làm thế này thì ai làm nổi lại nữa. Có nghĩa là cô động viên. Khi mình hiểu rồi thì em cảm thấy là không khó. Và cái này đi học thì chia sẻ thật là người giảng dạy mình hiểu rất là quan trọng. Ngoài sức, tức là ngoài sức tưởng tượng của em. Nghĩa là cô dạy rất là, tức là kiểu gần gũi ấy, thân thiện, chứ không như là mình tưởng tượng là có một cái gì đấy rất là xa cách, cứ khoảng cách thầy trò ấy. Nhưng lại không có, cảm giác như là người chị chia sẻ với này em thôi, chứ cũng không có lặng người là cô với trò. Học cô thấy tự tin là làm được cái kỹ thuật hedgehog này, mặc dù trước đấy là rất là sợ, thực sự là ngoài sức tưởng tượng của em. Rất là vượt qua được bản thân mình là mình đã làm được, chiến thắng bản thân mình ạ. Ban đầu thì nói thật luôn là bước vào thực hành, mình thất vọng vì cô cho mình một cái mẫu xóa sữa. À, tại sao không cho mình một cái mẫu chưa làm gì á, để mình thể hiện được cái kỹ thuật mình đang học, cái kỹ thuật rất là mới. À, nhưng mà sau khi mà mình sửa xong cặp chân mày đó, mình mới cảm nhận được là cô cho mình cái chân mày sửa này nè, để mình có thể biết được nó về nhiều sâu hơn nữa về cái kỹ thuật đó nữa. Là nó có thể sửa được một cái chân mày mà hầu như là nó hoàn hảo, nó không lộ ra một cái lỗi nào là cái chân mày đã làm rồi hết. Làm xong là cả lớp nhìn vô là không ai biết là cái chân mày đó là cái chân mày làm rồi. Và mình phải chọn một bên nào mà mình thấy nó đẹp, nó hợp với họ thôi, chứ mình đâu thể nào ấy. Thường là ví dụ một bên nằm bên đứng, chị phải chọn bên đứng, chứ không thể nào mà chị để mà bên nằm chị vuốt cọng nó đứng lên thì được. Chứ mà cái bên đứng mà chị cho nó nằm ra thì nó bị chéo rồi, làm sao được. Cho nên mình vẫn phải lựa chọn thôi, cái chuyện rất là bình thường. Bây giờ vẽ cái này xong đi, nguyên cái cụm sợi này gặm sợi xong rồi chị chỉ đi sợi phụ nè, được chưa? Bây giờ vẽ một, phải vẽ như vậy nha. Rồi bây giờ mình vẽ ở đây cho nó rõ, nó không bị vướng mấy cái cây này nè. Nhìn cho nó rõ để vẽ, chú ý từng điểm nhỏ một của cái sợi chính làm sao cho nó đẹp. Phải lưu ý cái gọng năm này nè, là thứ nhất là không thẳng mà nó hơi cong, thứ hai là bay ra khỏi khung. Xong cái ngọn này là không bao giờ được đi ra ngoài cái đường mình đã đánh dấu mà phải thuộc vô trong. Thì tí nữa khi mà đi sợi phụ có phải có một cái ngọn đi qua này không? Thì nó sẽ không bị sệt. Các bạn nên cố gắng tập trung vào cái sự luyện tập. Ví dụ bạn học một cái khóa ở đây rồi thì có thể là bạn đã nắm vững kéo một sợi như thế nào cho nó no mực này kia, kết cấu sợi như thế nào các bạn có thể thuộc. Nhưng mà về sự mềm mại, uyển chuyển, dẻo hay là gọi là cái sự mà nhuần nhuyễn ấy, thì về các bạn vẫn phải tập, và chúng ta luôn luôn phải tập luyện không ngừng. Ngoài cái chuyện chúng ta luyện tập, chúng ta phải để ý để rút kinh nghiệm. Bởi vì sự trải nghiệm ấy nó đến từ chính các bạn khi các bạn làm cho người khách hàng. Cho nên ví dụ trong một cái khóa học, mặc dù đã được chia sẻ rất nhiều bí kíp, rất nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng mà khi các bạn làm nó sẽ vỡ ra rất là nhiều điều. Cho nên lúc các bạn làm cho người khách hàng của mình, các bạn có thể chịu khó như thế nào? Ví dụ chúng ta vừa làm xong cái người khách này, chúng ta chụp này, xong rồi vặt cái sợi lông ra, chúng ta chụp thật rõ vào. Và sau đó cuối ngày mình á, giống như mình chia sẻ thực tế, mình hay có một cái mà việc mà hầu như ngày nào mình cũng làm, đó là mình sẽ xem lại ngày hôm nay mình đã làm những người nào và những tác phẩm ngày hôm nay của mình như thế nào, để làm gì. Mình sẽ ví dụ hôm nay bạn làm cái lông mày hedgehog cho cô khách này, sau đó bạn vặt sợi ra, bạn sẽ nhìn tối hôm đó, bạn nhìn xong bạn sẽ nhìn, bạn sẽ đoán thử xem theo suy nghĩ của mình này, à cái sợi này là mình nghĩ sẽ nó bong ra ok, sợi này bong ra có thể bị mất màu, sợi này theo mình nghĩ là nó sẽ bị đậm quá hoặc lan màu. Và các bạn dự đoán như thế nào, các bạn có thể đánh dấu ghi chú vào. Sau đó chúng ta chịu khó theo dõi những người khách hàng của mình bằng cách gì?
chúng ta có thể liên lạc lại với họ để mà chúng ta kiểm tra rồi có thể điều chỉnh lại cho họ nếu với những cái sợi nào chưa được ok chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta nên theo dõi cái kết quả rồi sau đó chúng ta mới so sánh lại với cái dự đoán ban đầu của mình. Là ví dụ cái sợi này hôm bữa mình nghĩ là nó sẽ bong ra no mực, nó có đúng không? Rồi ví dụ sợi này nè, mình nghĩ là nó sẽ bong ra chắc bị nhạt quá, hay là sợi này bị đậm, nó có đúng như suy đoán của mình không? Để làm gì? Chúng ta sẽ tập cho con mắt của chúng ta nhìn được cái đúng là cái nào là cái sai. Để khi mà chúng ta thấy là cái suy đoán của chúng ta đúng thì chúng ta sẽ biết điều chỉnh lại. Bởi vậy khi mà các bạn học một cái nghề, cái người dạy có thể trao cho các bạn cái kỹ thuật, cái kỹ năng, cái kinh nghiệm để các bạn có thể làm điều đó nhanh nhất có thể. Nhưng mà đẹp thì phải do cái sự tập luyện của các bạn nữa. Bởi vì ví dụ mình dạy hay cho xong, mình hay chỉ cho các bạn những cái chỗ nào nó tạo nên cái hồi. Bởi vì các bạn có một cái câu hỏi hay hỏi mình lắm là sao cô làm cái lông mày hair drop nhìn nó rất là có hồn, khi em càng nhìn em càng mê. Có nghĩa là cùng một cái kỹ thuật đó sẽ có những cái người làm nó không có hồn và có người làm sao nó lại giống như đặt cái hồn của người ta vào đó. Cái sự trải nghiệm mình đã có rồi, cái kinh nghiệm mình học mình đã có rồi. Các bạn đừng có nghĩ là học xong rồi các bạn có thể làm đẹp ngay như cô giáo của mình hoặc là cái gì. Các bạn đều thấy mình mặc dù đã làm nghề rất là nhiều năm hay là mình đã dạy cái kỹ thuật này nhiều, nhưng mà đến khi mà mình làm trong cái thời gian đó mình vẫn phải tập luyện thêm, hay là mình tìm mẫu để mình thử nghiệm những cái mới, cái gì mà mình suy nghĩ là nó sẽ tốt hơn cái cũ, để mà làm gì, để mà mình xem coi cái những cái suy nghĩ, những cái kinh nghiệm của mình có đúng hay không. Khi mà kết quả của nó tốt hơn thì mình sẽ áp dụng để dạy, để nâng cái cao cái tầm cái tay nghề cũng như nâng cao cái kiến thức, hoặc là sẽ nâng cao cho học viên cũ của mình. Bởi vậy á, các bạn cho dù học như thế nào đi nữa, hoặc là chúng ta có thể gặp một người thầy rất giỏi, rất tận tâm, rất nhiệt tình, nhưng nếu chúng ta không có cố gắng á thì chúng ta cũng không nên làm được. Các bạn không chỉ học ở đây mình kiểm soát các bạn trong lúc học, mà khi về nhà những cái tác phẩm của các bạn làm, các bạn có thể gửi vào cho mình để mà mình sẽ kiểm tra, điều chỉnh thêm về tay nghề cho các bạn, để càng ngày nó sẽ càng hoàn thiện hơn. Bởi vì mình sẽ chỉ ra những cái lỗi, chỉ các bạn khắc phục như thế nào, và mỗi ngày các bạn gửi bài các bạn cũng sẽ thấy được cái sự tiến bộ của mình hơn. Cho nên nhớ nhé, khi chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải kiên trì. Bởi vì chúng ta đã xác định làm hoặc là học một cái gì đó để mà nó là một cái mà chúng ta giống như sống với nó, rồi làm kiếm sống vì nó luôn, thì chúng ta phải hy sinh và đầu tư cho nó, chứ còn không có cái gì mà nó đến dễ dàng hết. Cho nên chúng ta nhớ là phải kiên trì. Nhiều lúc mà 1 giờ sáng rồi đó, làm bài xong mà gửi lên cô vẫn cho ý kiến, cô vẫn ở đấy.